Thời gian vừa qua, chúng tôi nhận được đơn thư phản ánh của các hộ dân thuộc địa bàn thôn Nam Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về việc người dân đang phải sống chung với môi trường ô nhiễm do bãi tập kết rác thải được đốt lộ thiên suốt một thời gian dài của xã Thạch Tân. Ngay sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã có mặt tại xã Thạch Tân và thấy rằng những phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Ngay vị trí giáp danh của hai xã Thạch Tân và Thạch Đài có cánh đồng lúa của bà con nhân dân hai xã đang canh tác. Cũng tại cánh đồng này, chính quyền xã Thạch Tân cho xây dựng bãi tập kết rác thải sinh hoạt cách khu dân cư thôn Nam Thượng, xã Thạch Đài khoảng 500m. Đây là bãi trung chuyển với chức năng tập kết rác tạm thời, sau đó vận chuyển đưa đi xử lý tại nhà máy xử lý rác theo quy định. Tuy nhiên, như những gì đang diễn ra tại đây, số lượng rác thải lớn được tập kết tại vị trí này đang được xử lý theo cách đốt lộ thiên. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hùng, thôn trưởng thôn Nam Thượng cho biết. Thực tế là cái bãi rác này nó tồn tại từ 2015, mà thực chất ở đây là cái chỗ theo được biết là cái bãi rác trung chuyển, chứ không phải là để xử lý rác. Nhưng mà bên chỗ xã Thạch Tân thì liên tục mấy năm nay là đốt rác nhiều quá, mà đặc biệt là mùa hè năm nay là khói chạy liên tục và khói thì bao phủ cả cái thôn Nam Thượng của xã Thạch Đài rồi thôn Liên Vinh. Về mùa mà mùa gió tây thì lại là cái thôn là tiến bộ của xã Thạch Tân cùng chịu ảnh hưởng rất nhiều. Đấy, đến giờ những giai đoạn này là ban đêm là các cái hộ gia đình của thôn Nam Thượng là phải đóng hết thì tất cả kín cả cửa, thậm chí có những nhà nói là phải nằm trùm chắn chứ không thể chịu nổi mùi. Thực tế là nhìn bây giờ là một số cái ruộng kê gần đây là cái mức độ năng suất của lúa sẽ kém hơn rất nhiều. Nó ảnh hưởng trực tiếp của cái khói bay rạc. Hai nữa là nhân dân là kiến nghị cũng rất nhiều rồi. Đấy, kiến nghị với xã, rồi xã cũng đã có kiến nghị với huyện, và mới đây nhất là tháng trước là có cái công văn của là Ủy ban nhân dân huyện do ông Ngô Văn Tân, phó chủ tịch ký, gửi cho là xã Thạch Tân đề nghị là cấm đốt rác tại cái bãi rác này. Đấy. Và giao cho các cái phòng ban liên quan chức năng xử lý theo dõi, nhưng mà đến nay là cũng không còn tác dụng gì đối với xã Thạch Tân cả. Từ đó đến nay thì càng đốt vật đốt càng nhiều hơn nữa. Bức xúc trước tình trạng trên, bà Bùi Thị Kiều chia sẻ. Dân đi làm ruộng á, thì trong lúc đi làm ruộng là khỏi bốc mùi, là dân làm việc không được là phải về, ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn về tối đến là đánh bóng ở đây sân á, là toàn dân trẻ nhỏ và người lớn đi là ra thể dục thể thao ở sân bóng á, là khỏi không chịu được, khỏi hối thôi. Đó là vấn đề thứ hai. Con vẫn con gia đình nhà tôi thì ở cách bãi rác khoảng 2 km, đêm nó ngủ nó vẫn thấy mùi, nghe mùi hôi thối, bốc mùi hôi thối. Đây là mong cả cấp chính quyền là nhanh chóng là giải quyết cái bãi rác này cho dân, để cuộc sống của dân được ổn định. Theo các nhà nghiên cứu, nếu xử lý rác thải bằng hình thức đốt sẽ thải ra khí dioxin và furan, gây ô nhiễm môi trường cũng như nhiều hệ lụy cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là vi phạm nghiêm trọng đến luật bảo vệ môi trường. Thiết nghĩ, chính quyền các xã Thạch Tân, Thạch Đài và huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cần nhanh chóng tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất để sớm giải quyết vấn nạn rác thải, tránh việc xử lý rác bằng cách đốt lộ thiên, không những vi phạm luật bảo vệ môi trường mà còn làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội, sức khỏe cũng như môi trường sống của người dân nơi đây. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những phóng sự tiếp theo.